Xin chào mọi người nhé. Video này mình giới thiệu con dao đề 3 lưỡi 21cm dành cho người thuận tay phải. Thì con dao này là thép giấy trắng số 2 nhé. Thép giấy trắng số 2 rèn Damascus. Nghệ nhân rèn nên là cái lưỡi dao nó rất là đẹp. Dao của nghệ nhân có kinh nghiệm rất là lâu năm rồi nên là giá thành cũng rất là cao. Nói thẳng là con này cũng khá là đắt, hơn 8 triệu một chút, dành cho phiên bản lưỡi 21cm, hơn 7 triệu một chút cho phiên bản 18cm. Lưỡi 21cm dao truyền thống của Nhật thì là khâu sừng bát giác, độ dày con này chắc nó lên khoảng 9 đến 10 phân. Tổng trọng lượng là 430g, độ dày chắc phải 1cm đấy. Tàu chạy qua tí này hơi ồn ạ, tại mình đang được Nhật. Thì độ dày khoảng 9,5mm nhé. Tổng chiều dài là 37,5cm, chiều dài lưỡi là 21cm nhé. Phiên bản 21 này thì cán nó khá là to nhé, cầm đầm tay so với trọng lượng rất là cân đối ạ. Thì bạn nào mua hàng thì inbox cho mình ạ. Xin kết thúc video này.